Hôm nay họp là chuyện gì? Chuyện ăn bận trong xóm. Nghĩ làm sao vậy hả? Nghĩ làm sao mà để ông Tám ông có nói trên đầu trên cổ tôi? Ông nói cái xóm mình không có phải sền. Ngày thường á là mấy cô mấy cậu bận đồn sao cũng được. Hôm bữa giao lưu xóm trên, nghĩ làm sao vậy Di? Mình nghĩ sao bận cái quần xà lõn mà vừa lên sân khấu mà đứng mình nhảy trên đó hả? Trời ơi, thì mặc sao cho nó thoải mái thôi chứ giờ anh đâu anh kho về với ông Tám. Ông Tám là ông vua xỉa sói mà. Đúng rồi chú ơi, con thấy bữa đó anh Duy mặc cái quần bông bông, quần xà lõn, ảnh nhảy đẹp mà. Thoải mái, trời ơi. Đúng rồi, đâu sao đâu nè. Chứ anh bữa anh Duy ảnh nhảy được đâu mà ảnh... Giao lưu văn hóa văn nghệ. Quá đẹp chỗ mà cái pha mà nó rung giò là tao nghi rồi. Ở dưới, bà con là ở dưới là 60-70 tuổi không? Sân khấu thì cao 2m6. Mà mình nghĩ sao mà đứng trên sân khấu, bà con đứng dưới mà đứng mặc quần xà lõn mà rung giò vậy hả? Thì thoải mái thôi anh ơi, trời ơi, anh khó quá, phải cho nó thoải mái đi. Mày biết là bữa đó là có má của ông Tám ngồi dưới nữa. Ông làm gì? Má nói thằng này bận đồ kỳ quá, thằng này bận đồ kỳ quá. Bận quần nó vũ vô trên đầu trên cổ, để ông nói với mặt tao. Ông nói sớm mình không có lịch sự. Chú Toàn, chú Toàn, bữa đó còn thấy thằng Thọ nó lên nó nhảy á, nó giờ tay nó nhảy nhảy vậy nè mà dưới nách của nó bị rách á. Thấy không? Mày thấy không? Mày thấy không? Mày luôn á, mày luôn á. Cái gì? Bà quẩn quá bà nội, bà ổng cô tao nhảy bà cô nách ta. Nách một đường dài tôi thấy chứ. Cô nữa nha cô mày. Cô nghĩ đó. Sao cô bận đầm mà cô lộn mèo trên sân khấu? Thấy chưa mày? Đó đó. Vừa chưa. Ê, quá đáng hơn rồi đó hả? Mày bận đầm mà mày mặc quần jean chứ mấy mày lộn cái đó là tơ hơ nguyên một con. Ai nói em lộn? Thằng quỷ nào nó xô em chứ bộ, em té chứ bộ. Ông gì đó là tôi xô hả? Ông chủ. Ông chủ ơi, ông chủ cái ba chia chưa kéo. Trời ơi, anh ơi, họp một buổi quan trọng vậy anh cứ chửi cái cuộc họp người ta mà anh vậy, tò anh còn thấy ghê hơn nữa anh ơi. Kéo vô đi. Trời ơi, cái gì vậy anh? Trời, nói tao không lịch sự mà sự cuối cùng ra họp mà không kéo dự tia. Cái Martin này kéo không có được. Ủa? Cái Martin này nè, kéo không có được. Trời vậy hả? Ờ. Vậy mà tưởng đâu là nói không chứ. Hình quá giờ vậy được giải phóng. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh em. Về nghỉ hợp nghỉ hợp. Ủa vậy là hiếp ông ta. Ngồi đây. Để em giúp anh cho. Cái này đúng không? Cái này mình sẽ giật lại như thế này, mình gấp nó lại, mình nắn nó, mình vuốt nó, rồi mình kéo nó. Hay quá. Trả lại cho anh hiếp nè. Cảm ơn cô. Không cái gì. Hiếp oppa. Oppa nghe. Tối nay không biết oppa có rảnh không ô? Rảnh không? Thằng quỷ đó đang họp hành tự nhiên nói một câu sượng ngần chết luôn à. Hiếp, mày hại tao hả Hiếp? Đừng trách tao không biết được quyền lực của Tạ Toàn này trong xóm đâu. Mày tới nhà tao mày mua một gói mì đi. Tao sẽ bỏ gói bột nêm ra, tao lấy gói thuốc sổ tao nhét vô mày nấu mày ăn. Chú Toàn. Thôi Bích Dí, gì vậy? Mày nói gì đó? Tôi nói gì đâu? Con nghe rõ ràng nha. Chú muốn hại ông Hiếp đúng không? Đúng không? Hồi nào? Mới nghe tôi tiền mì gói thuốc sổ nè. Nói vậy thôi, nói cái miệng thôi chứ có làm đâu. Thật không thể tin được. Thật là đáng buồn. Đáng buồn gì? Một người xóm trưởng, một người mẫu mực ở trong xóm mình, một người quyền lực đứng đầu trong xóm mà lại nghĩ ra những chuyện ti tiện, hèn hạ, đi hại người khác như vậy. Chú nghĩ sao vậy hả? Thì tôi nói cái miệng không mà, chừng nào tao làm đi rồi tính. Chú có cảm thấy xấu hổ với hành động của mình không? Rồi đây á, khi mà ông Tám ở xóm trên á, khi mà ông phát hiện được, vậy thì sẽ thế nào? Cái chuyện này tôi đâu có làm đâu mà kêu ông Tám, ông nói tới đồn tới tai ông Tám, ông coi thường tôi à nha. Thì càng đáng thất vọng. Rồi khi mà hai người xóm trưởng cạnh tranh với nhau, giành giải thưởng là xóm trưởng xuất sắc của thành phố, thì ai sẽ được giải đây? Thôi, bây giờ vậy đi. Mày, từ đó đến giờ chú có bắt phạt gì con không? Chú có làm gì bay không? Toàn là những sự tha thứ không à. Chưa kể bà ngoại mày thiếu tiền tao, thiếu 26.000 tiền xà bông, tao đâu có đòi đâu. Còn ông ngoại mày thiếu tao 2 cái trứng hùm gà, tao cũng đâu có đòi đâu. Không đòi chứ đâu phải là không trả đâu chú. Thì coi như tao quên cái bịch xà bông với hộp gà rồi đó. Coi như là xong chuyện, mày chưa nghe tao nói gì hết. Không được để chuyện này lọt tới tao ông Tám. Vậy thôi, rồi đường ai nấy đi. Đó. Rồi bây giờ chú nói cho đã, rồi bây giờ chú phủ nhận đúng không? Chú không làm nhưng mà ít nhất đó cũng là suy nghĩ của chú rồi. Ai
tao đã chịu nhường bước rồi nha. Đừng có lấn tới nghe chưa. Tao bỏ qua cái chuyện đó rồi. Bây giờ điều kiện là gì, nói thẳng đi. Con thích lấn tới á. Tại sao chú? Mày lấn thì tao lùi thôi. Con thích lấn tới á. Mày lấn thì tao lùi. Mày lấn thì tao lùi. Chú nhường con đúng không? Ờ. Chú giúp con chuyện gì đó được đúng không? Thấy không? Bây giờ mày đe dọa chú luôn chứ gì? Thì đúng rồi, con đe dọa đó. Bơ người ta. Tao chịu nè, tao chịu nè. Mày đe dọa đi, tao chịu. Con đe dọa rồi. Bây giờ vậy nha. Chú giúp con một chuyện này thôi. Một chuyện là được rồi. Cậu Hiếp à? Cậu Hiếp ơi! Cậu Hiếp! Attack here! Cậu Hiếp à? Ông chủ, ba làm cái gì vậy? Ông chủ, đây là cái áo của Hiếp mà. Ông chủ làm cái gì vậy? Áo Hiếp đó, thì đó. Nhưng mà ba ở đây làm gì? Alo, cái gì ba? Trong này có sống rồi nè, ba nói đi. Hả? Làm sao? Ông chủ, ba làm gì? Ông chủ! Chết rồi! Có khi nào ba bị... Không! Không sao đâu! Không sao đâu! Đầy đủ đó! Số đo ba vòng, số dài, số dép rồi đó, số quần, số áo đầy đủ rồi đó! Cảm ơn chú Toàn! Vậy là bước 1 của mình đã thành công rồi đó! Bước 1 gì? Một bước 1 à! Không có dài bước nữa đâu! Đừng có tào lao! Coi như là xong chuyện, đường ai nấy đi. Đâu, con tính toán xong hết rồi. Con đã sắp sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần tiến hành thêm 8 bước nữa là thành công luôn á. Tao chọt cái cây vô họng mày liền á. 8 bước nữa hả? Mày biết tao khó khăn lắm không hả? Một chút xíu là tao bị con gái ruột của tao bắt gặp. Mai á là có cái điện thoại. Không biết, không có cái điện thoại biết làm sao à. Thôi, được rồi, đường ai nấy đi. Thôi mà chú, còn chung đường chung lối mà. Chú giúp con nữa đi. Không là không. Giúp là giúp. Không, không có giúp gì hết á. Chú không giúp con đúng không? Ừ. Con là... Là gì? Bơ người ta, chú Toàn hiếp xóm viên. Bơ người ta, chú Toàn hiếp xóm viên. Chú giúp nha. Giúp cái gì thì nói luôn đi. Miệng nhỏ người. Cảm ơn chú Toàn. Trời lòng đẹp quá, chảy theo chiều. Tào lao quá. Giúp gì nói đại đi. Bây giờ á, chú chỉ cần giúp con bằng mọi giá gặp được anh Hiếp là được rồi. Mà Hiếp anh nào? Gặp anh Hiếp. Gặp anh Hiếp hết hồn hết vía. Ai mà Hiếp? Vậy đó thì có. Ủa, gì đâu mà bây giờ phải làm sao đây? Làm sao cái gì? Bây giờ ngày tháng là ghi thật rõ ràng rồi, bây giờ địa điểm cũng ghi thật rõ ràng rồi, là hẹn hò gặp nhau. Gặp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Trời ơi, trong đó ghi rõ rồi không chịu đọc. Quên, không biết tiếng Việt. Nè, công viên gần sớm, 8 giờ ngày thứ bảy, nhớ nghe chưa? Không gặp không về nghe chưa? Nhớ đó, không gặp không về. Sắp được tự do rồi. Trời ơi, ô tô kè. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Châu, bây giờ không biết làm sao nữa.
tự nhiên bây giờ ông chủ hẹn hò với lại hiếp đó. Em biết rồi. Không biết bây giờ ba có đổi gu quay ra thích hiếp không nữa. Hả? Trời ơi, ba thích hiếp. Ồ tôi khè. Ồ thích hiếp hả? Không sao. Không biết ăn mặc gì được chưa ta. Mở miệng sao đây. Alo anh hả? Dạ. Anh yên tâm đi, em đã tìm được người hỗ trợ tụi mình rồi, lần này nhất định sẽ được thôi. Dạ. Dạ. À vậy thôi nhanh nha. Mày. Ủa anh Duy. Khỏe không em? Dạ khỏe, anh khỏe không? Mấy này ổn vậy hả? Tạm tạm. Trời ơi, nay ăn bận đẹp quá đi chơi hả? Đâu có. Ê nói nghe nè, bữa hổm mượn anh 200 ngàn á, nói 3 ngày sau trả mà giờ 2 tuần rồi, anh chưa thấy gì hết vậy? Không nghe thấy gì hết. Ê, nghe không? Em địch lỗ tai này rồi mà anh vẫn còn nói hả? Trời, mày giải điếc với tao hả? Tao sáng một cái mày lùng bùng lỗ tai, bây giờ mày lùng thấy, không thấy gì hết. Nếu anh 200, trời, trả tiền cho anh đi chứ. Alo. Có chuyện gấp lắm hả? Trời ơi, tôi tới liền xin lỗi anh Duy nha. Đúng rồi, đi. Mày, đi. Mày, mày thiếu tao 200. Mày này không biết nó hẹn, không biết hẹn được không? Có đưa cái thiệp mời thôi mà cũng kêu tôi đưa giùm nữa. Ủa? Nó hẹn đây mà sao không thấy nó đâu hết trời. Ông chủ. Hết hồn hết vía. Ông chủ, sự thật là như vậy hả ông chủ? Nó là vậy đó. Ông chủ, thật sự hiếp Sarajevo hiếp yêu ông chủ lắm. Nhưng mà hiếp là người bình thường, hiếp là man, hiếp không có thích man. Ông chủ đừng có hẹn hò với hiếp nữa nha. Ủa nói cái gì? Không hiểu. Ông chủ à, hiếp biết nỗi lòng của ông chủ. Ông chủ là bóng mà người ta gọi là bóng người Việt gọi là bóng muộn á. Bóng muộn. Hiếp thông cảm cho ông chủ lắm. Hiếp không có kỳ thị gì ông chủ đâu. Nhưng mà hiếp mong ông chủ bình thường lại với hiếp nha. Hay là vậy đi, hay là ông chủ tìm cách yêu gơ đi. Thích con gái lại đó. Mà người Việt gọi là thích bánh bèo đó ông chủ. Không phải, hiểu lầm rồi. Ông chủ thương lắm, yêu lắm mà đau lắm, bất lực lắm ông chủ à. Cái gì thấy ghê vậy ông nội? Khùng nói chuyện cái kiểu gì cốt chảy. Ông chủ ơi, đừng có bóng muộn nha ông chủ ơi. Ông chủ. Nghĩ sao? Hẹn tôi ra đó, hẹn thằng hiếp ra, rồi xong rồi không tới, mày để tôi ôm show luôn. Con đâu có muốn đâu chú Toàn. Tại cái ông Duy á, tự nhiên á, ổng đâu ra xuất hiện đòi nợ con, thì con phải bỏ chạy chứ. Cho nên ông hiếp, ổng mới... Thôi, như đó là đủ rồi, đủ hết rồi. Tôi lại cô đó cô May. Trời ơi, cái nào làm phải làm cho ra hoàng chứ. Nghĩ sao mà tầm bậy tầm bạ không à. Thôi, đủ rồi, coi như là chú xong. Chú Toàn. Cái gì vậy? Chú giúp con đi mà. Chú giúp con đi, chú giúp con thêm lần này nữa đi mà. Thôi, khỏi luôn đi. Đi nha. Không. Nửa đêm mà. Không, tôi nhục nhã đủ rồi, được rồi. Chú không giúp con đúng không? Ừ. Chú không giúp con lai làng à. Lai gì? Bao người ta. Ông Tòa ông hiếp xóm viên kìa. Bao người ta. Ông Tòa hiếp cô May kìa. Bao người ta. Ông Tòa sao sợ kìa. Bao người ta. Bao người ta. Chú sợ chưa? Thấy mặt tiền có giống sợ không? Thì thôi chú giúp con đi, con năn nỉ. Bây giờ con không có la nữa. Nhưng mà con năn nỉ chú đó, chú giúp con đi. Đã lùn thì còn khùng nữa. Tào lao không à. La cho lớn đi. Không có giúp gì hết á. Đó là nét riêng của con mà. Nét riêng nó từ đấy, nét riêng nó đi làm đi. Tôi không có giúp. Chú Toàn. Vậy thì thôi, chú cứ đi đi. Và đừng nhớ Nhung Chi. Cứ để con đứng ở đây. Mình con buồn thì ai thấu đâu. Tim con đau thì ai thấu đâu. Thiệt luôn á, lâu lắm rồi con mới kiếm được một cái nghề mà nó phù hợp với con, mà con khao khát đến như vậy. Chứ Toàn biết rồi, bây giờ con phải kiếm một công việc nào đó lo cho bản thân của con, rồi lo cho ông bà ngoại của con nữa. Nghĩ đến cái cảnh mà ông bà ngoại con
hàng ngày phải đi bán gánh, sửa xe, dầm mưa, giải nắng. Con cảm thấy đau lòng lắm chú. Con cảm thấy xót xa lắm chú. Đứt từng đoạn ruột đó chú. Trời ơi, trời ơi. Thôi được rồi, để tôi giúp. Buồn lắm chú. Thôi tôi nói tôi giúp rồi mà. Con đau khổ lắm. Thôi đừng có khóc nữa. Rồi vậy đi chú. Cái gì vậy? Cảm ơn chú nha, mình đi thôi. Mày thay đổi sành sạch vậy trời. Chú đẹp trai quá. Ủa, ba ra đây để đưa cái này cho anh Hiếp thôi á hả? Thì đưa giùm cho anh Hiếp đi. Ba làm vậy không thấy kỳ hả ba? Anh Hiếp anh nói là anh không thích ba cơ mà. Ủa cái chuyện kỳ hay không kỳ con quan tâm làm chi? Thằng Hiếp nó không nói bắt mớ con lên tiếng giùm nó vậy? Ủa con nó có gì không vậy? Thì không có gì nhưng không mà... Không có gì thì nhờ đưa thì đưa giùm đi. Con qua đó con dạy tiếng Việt cho nó, con đưa tiện hơn ba, con đưa giùm đi. Thì ba làm vậy ba không có cảm thấy có lỗi với mẹ con hả? Có lỗi gì vậy? Con suy nghĩ gì vậy? Nè, ba nói cho con biết nha. Tất cả chúng ta đều lớn hết rồi. Chúng ta phải nhìn nhận sự việc mà suy nghĩ. Có nhiều chuyện thấy nó như vậy nhưng mà nó không phải như vậy. Có nhiều chuyện thấy nó như vậy mà thật sự nó là như vậy. Hiểu không? Có nghĩa là như vậy nè. Bề ngoài ta thấy như vậy mà nội tâm sao? Ở bên trong của con người đó làm sao mà con biết được? Ví dụ bề ngoài của ba như vậy nhưng mà bên trong ba nghĩ gì làm sao con biết được? Làm sao con hiểu được tâm trạng của ba lúc này? Vậy rốt cuộc là sao? Giờ đừng nói nhiều nữa. Mệt ghê đó. Gặp đi rồi biết. Gặp đi con sẽ hiểu hết tất cả. Chán dễ sợ. Mà nói là không phải như vậy. Bây giờ tao ngồi đây nè, tao đợi thằng Di tao đuổi nó về. Đúng rồi chú, đuổi nó về đi, hơn chuyện của con hết. Tào lao không à. Cái chuyện là bây giờ mình giúp một lần nữa thôi đó nghe. Nhưng mà con sợ chú. Sợ con gì? Biết em Hiếp có nhận lời không chứ mà con thấy vậy là không ổn đâu á. Tao thấy tao sợ mày rồi đó, lụm lên mày. Nghĩ sao mà mày ăn uống mà dục xả rác vừa bãi như vậy? Phải làm gương cho những người mới vô sống trọ này biết chưa? Làm gương sao chú? Mà nè, khi mình nghe mà quăng rác, không được quăng rác vừa bãi. Ừ. Phải lụm lên đàng hoàng. Lụm sao chú? Cúi xuống lụm ra. Con tới rồi ông chủ ơi, con tới rồi. Trời ơi, ông chủ. Trời ơi, ông chủ ơi. Ông chủ có sao không? Hai người có sao không vậy? Ông chủ có sao không? Vậy. Xin anh ơi, ba người làm cái gì vậy? Đi vô đây ngồi. Trời ơi. Vậy mà ba nói là ba không có gì với anh ta hả? Có gì đâu. Ba lụm cái vỏ chuối, nó từ sao nó quỷ ba chứ bộ. Đúng rồi. Ông chủ có sao không? Lụm vỏ chuối không sao, mày ủi tao mới có sao nè. Trời ơi, cái thay mập như là cái gì vậy đó, mày ủi tao muốn chết à. Thôi mệt quá tôi nói luôn nè, lên đây. Dạ chú. Cái người mà thích thằng Hiếp là con May nè. Hả? Bố. Ông Ai vô? May. Em thích Hiếp hả? Hiếp hơn em những 10 tuổi lận đó. Châu anh đi. Châu nhưng mà Hiếp đâu có thích May. Cái gì vậy? Mọi người đang nói cái gì vậy? Không hiểu gì hết hả? À. Mày thích thằng Hiếp, mày kêu tao hẹn Hiếp tùm lum la đó. Thích cái gì? Đó bây giờ nói thẳng đi, chứ để con gái tao hiểu lầm nói tao thay đổi giới tính kìa. Không phải, trời ơi, hiểu lầm rồi. Đúng là con không có nghề ngỗng thiệt, nay đây mai đó. Nhưng mà ít nhất con vẫn có một người thương con mà. Đó là anh Rộm. Cho nên đó là con với ảnh mới quyết định là mở một cái lớp dạy tiếng Hàn cho người Việt ở trong quán cà phê của ảnh. Nên con tính nhờ anh Hiếp làm thầy dạy tiếng Hàn thôi. Oh my god. Thì ra cô May muốn tôi dạy tiếng Hàn Quốc cho cô May hả? Alasso. Ủa, Alasso là gì? Tôi hiểu rồi. Alasso. Tôi hiểu rồi, nói tôi hiểu rồi. Alasso. Người ta người Hàn mà bắt người ta mà nè. Có thiệt không á? Thiệt, sao không thiệt? Trời, nghĩ sao em đi thích ổng vậy? Ai biết. Khoan. Dạ hả? Hai đứa tôi thấy nhìn nhau té lửa quá vậy. Dạ té lâu lắm rồi. Cái gì? Dạ con mới vừa té xong. Vâng, vừa té xong. Không có gì đâu ba, không có gì đâu. Nè, con gái rượu của tôi nha, nhìn nhan sắc của nó đi nha. Nó không thể nào quen một cái người mà lớn hơn nó cả chục tuổi như vậy. Cỡ nó là quen cả chừng hơn 5 tuổi là tôi thấy là quải lắm rồi đó nha. Ừ. Nghe chưa? Tại... Dạ. À mà anh Hiếp nè, đồng ý giúp em hả? À, thôi được rồi, sao chị xin lỗi nha, chị hiểu lầm thôi. Chị sẽ đồng ý cho anh Hiếp
dạy tiếng Hàn ở chỗ của bạn trai của em, được không? Nhỏ tuyệt vời, những cái con nhiều nha. Dạ. Hết với lại gì của con mà con đã đồng ý cho nó dạy hả? À, không, con má nó hả? Con tào lao. À, không phải, tại vì mi con có nhờ Châu tìm người để con dạy tiếng Hàn. À, cho nên Châu giúp giùm. À, hiểu rồi. Alexa. Alexa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chú Toàn. Mèo. 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 Anh nhớ em quá. Em có nhớ anh không? Em cũng vậy. Hôm nay là mình gặp nhau sớm 5 minutes. Oppa. Hả? Oppa ráng mấy bữa nữa nha. Rồi em dắt Oppa về thuyết phục ba nha. Oppa thấy mình cần phải có trách nhiệm với lại em, trách nhiệm với ông bà chủ, Oppa phải có trách nhiệm chứ. Để em nghĩ cách làm sao, nói thế nào để cho ba chấp nhận. Chứ không bây giờ ba đang căng thẳng lắm, lỡ mà nói ra bây giờ là hư đường hư bột hết. Ủa sao lạ vậy? Tụi mình yêu nhau tại sao đường bột nó hư hết vậy? À nhỉ, không có phải. Ý em là sao ta? Đường bột tức là go to the die đó. Oh my god. Oh my god. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Có nghĩa là đường bột nó bị đai, nó chết hết đúng không? Không phải. Nhưng mà thôi, tự nhiên nhắc đến đường bột em lại nhớ cái gì vậy? Món bánh ngọt mà Oppa làm cho em lúc tụi mình ở bển quá à. Oppa thì nhớ tới mấy cái món mà em làm cho Oppa ăn á. Nhắc tới thèm chảy nước miếng luôn á. Ngày mai em đi chợ, em nấu đồ, em mang cho Oppa ăn nha. Nhớ nha, Oppa chờ nha. Thôi, mình trễ rồi, tụi mình đi về ha. Cuộc gặp gỡ nào mình cũng phải chia tay thôi. Sa văn hê vô. Em đi nha. Đi ha. Oppa buông tay em ra em mới đi được. Sa văn hê vô. Đi nha. Bye bye.